Kết đi nhìn tối vậy. Ôi sáng sớm vậy kết bông nữa. Ôi giỏi quá. Rồi tự nhiên ngồi uống xong hủ yến cái tự nhiên ngồi kết bông vậy trời. Nó là con nhà gì, con nhà nông cũng giống lông giống cánh. Sao nó ngồi là bông tông gì vậy? Sao nó ngồi đúng không? Còn chị này nữa, nó chịu không trả lời chị cũng mệt. Đó, đẹp ghê không? Đẹp ghê không? Đó, tông này là tông hồng trắng. Tông này là tông hồng trắng đúng không? Đó, rồi tông bụi hộp cẩm luôn. Bán nhiêu? Ồ, bó hoa 500 ngàn. 50k. 50 hả? Ờ. Trời ơi. 500. 500 ngàn. Rồi, bó hoa mắc nhất từ xưa giờ mẹ bán. Hoa anh nhóm kết có giá quá ha. Trời ơi. Nhiều đường hết nữa. Quấn dây thần lại đi. Xong chưa? Quấn dây lại. Mấy cái dĩ đó khô chưa? Chưa khô à? Đây là nó cái này ghê. Dễ lắm. Nhìn vô nó còn đục, rất là chưa khô trong. Giờ quấn dây lại. Quấn dây thần lại. Kìa dây thần giống thao kìa. Đem ra ngoài sân này nè. Đi coi ngoài sân á. Mấy cái bàn để em còn hay không lấy. Lấy đó cũng được. Quét sơn cái. Để đi lỗi ra cùi nó. Quét sơn cái rồi xong để. Nó có sức nóng nó còn. Họ uống dây thần. Nó uống cho con. Hồi là mong tự uống gì chứ. Cái đáng ăn canh cha được chứ. Cái này làm cho bán nó không giữ. Ghét quá. Đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Đó. Ôi dạ, cái này con phải chích keo súng vô. Giờ con lấy cụm thun con cột lại đi. Không, để đi đánh nó chín hiền quấn dây cho. Để đi con, đánh chín hiền quấn dây lại bán 500 ngàn nha. Ai mà mua bó bông này của con là coi như là cũng là cùng đẳng cấp với con. Ôi kìa súng nóng á, hỏng tay đấy con. Có kèo nóng nó có kìm đâu. Mở hư kèo súng có dính bây giờ. Rồi. Đó, xong chưa? Đó, trời để ơi. Tôi đi. Nhiêu ạ? Để tao nói 500 mà hỏi hoài à. Hỏi thôi. Giờ đưa tiền cho ai? Ủa bán xong rồi đưa tiền chỗ giấu luôn, bán xong rồi giấu tiền mẹ luôn, hu 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 hu.